Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Canal Zero vào cuối ngày 2 tháng 2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông không chắc liệu Ukraine có khả năng giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea hay không, nhưng tin rằng Kiev có thể giành lại Donetsk và Lugansk, theo Reuters. Ông Duda cho rằng bán đảo Crimea do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 là một nơi đặc biệt, bởi vì trên thực tế, nếu chúng ta nhìn về mặt lịch sử, nó đã nằm trong tay Nga phần lớn thời gian. Một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine cũng bị lực lượng do Moscow hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014 và đã bị bao vây trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, không giống như Crimea. Ukraine đã thề sẽ giành lại từng tấc lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, trong cuộc chiến hiện nay với Nga. Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Zvarik ngày 3 tháng 2 đã viết trên mạng xã hội X rằng Crimea là Ukraine, nó hiện và sẽ vẫn như thế. Ông còn nhấn mạnh việc giành lại Crimea là nhiệm vụ và nghĩa vụ chung của chúng tôi với thế giới tự do. Phát biểu của Tổng thống Duda đã hứng phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc Liên minh cầm quyền thân châu Âu của Ba Lan, những người thuộc phe chính trị khác với ông Duda. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nhấn mạnh Ba Lan công nhận nền độc lập của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế thiết lập. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,